chào mọi người nha. Hôm nay Hùng với lại thêm ba người bạn nữa lên tới Sapporo để chơi cầu lông. Hôm nay đi một trận mới mọi người, đi một quãng đường rất xa luôn. Đây là con đường từ giữa chỗ Hùng đến Sapporo mọi người ạ, khá là xa. Trời hiện tại đang tuyết mọi người, không biết có nhìn thấy cái gì không. Yuki mọi người ơi, đang tuyết, đang có tuyết rơi đây. Hôm nay có một người bạn Nhật chờ đi. Ok. Ok. Chào mọi người. Chào mọi người nha. Đây tem của mình đây. Hôm nay đi đến một địa điểm mới. Đây anh bạn người Nhật của Hùng, hôm nay chờ Hùng lên trên tên Sapporo để chơi cầu lông mọi người ạ. Mọi người sẽ biết được một cái bí mật kinh khủng luôn. Đây. Sự vui, mọi người nhìn thấy không? Itpai, Itpai, đông người cực kỳ luôn. Đông. Đông. Itpai, đông. Nhanh nhau. Nhanh. Xanh rồng lắm mọi người, xanh rồng người đông. Đây phải đến theo từ kiểu là đây. Người có giờ có thích đàng hoàng những vậy là cứ thích vào khi gió đổ xuống đường đông. Wow, đây là lần đầu tiên được lên một cái xanh mới mà kiểu gặp người đông như thế. Tay tem mình này. Hôm nay có mày. Smash hayai no nha. Nhanh. Chỗ quần này xong anh em mình vào. Anh em mình vào đánh, tao chào anh như bay được kia. Thua ca bằng.
Xin chào em đã đến với kênh của anh Trường Vlog. Đường Hoàng đang xem. Hello. Đi mất tiếng giữa đồng hồ mới đi đánh được trận cầu lông đấy ạ. Cùng mấy thằng em đi đánh cầu lông. Đông lắm em ạ, không có chỗ đánh. Ngồi đợi 15 phút mới được bán anh ạ. Bình tĩnh. Anh cứ bật cái chia sẻ không đấy. Anh thì ấn phát ra luôn à? Kết thúc đi. Kết thúc nó phải ghi là có chia sẻ hay không mà. Hỏng rồi, hỏng rồi. Cầm vợt nó vẫn chưa chắc anh ạ, nó toàn chơi vào cán, nó đánh mấy quả vợt vào cán đấy. Quả đánh vợt này bằng tay phải to hơn tay trái, tay nào thuận là nó lại to hơn. Tốt nào, con này nó phải tốt.
Ok mọi người ơi, thế là cuộc đỉnh cầu lông hôm nay bọn Hùng đã kết thúc rồi. Giờ ra ngoài này trời tuyết mọi người này. Đây đây là ông Trường Vlog mọi người còn nhớ không? Đây đây. Hello. Đấy tuyết luôn mọi người này. Thấy chưa? Đam mê là bất triệt, bất chảy luôn. Buồn lắm ông giáo ạ. Buồn lắm ông ạ. Trời ơi, tuyết rơi luôn. Kiểu này phải bán cậu vàng thôi ông giáo ạ. Phê phê. Tuyệt vời tuyệt vời. Có chi sửa mang thể thao. Sau khi đi đánh cầu lông về thì đội hình của ông giáo là gọi là đã tan tác chim muông. Nay bị hai con bé người Nhật nó đánh cho dập mỏ. どうもありがとうございました。ありがとうございます。Cảm ơn. Để tôi làm một câu. Cảm ơn. Cảm ơn. Hay cảm ơn. Thank you. Thank you. Cảm ơn. Cảm ơn. Hay sợ sợ. Rõ rõ rõ. Tuyệt vời mọi người ơi. Đấy, thể thao xong rồi. Được gặp những người anh, người chị, những người bạn nhất đâu các kiểu rất là vui rồi mọi người ạ. Vietnam là yuki furanai. Tuyệt vời luôn. Đẹp không mọi người? Đấy, tuyết đấy. Tuyết đấy nha mọi người. Tuyệt vời, tuyệt vời. Cảm ơn mọi người nha. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo nha. Bye bye, tạm biệt mọi người. Bye bye, bye bye.